Thực hiện theo chương trình hỗ trợ khách công vụ gọi tắt là MICE, trưa nay Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón đoàn khách MICE quốc tế với gần 130 khách tại ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là đoàn khách Malaysia thuộc công ty SNE Marketing SDN BHD lần đầu tiên đến Đà Nẵng, được thành phố tiếp đón ngay tại sân bay với nhiều hoạt động chào đón nồng nhiệt và ấm áp. Các hành khách cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng, có thiện cảm với người Đà Nẵng. Gần đây tôi thấy thành phố được quảng bá rất nhiều, xem qua thấy Đà Nẵng là một địa điểm đẹp có các dịch vụ tốt. Bên cạnh đó, nhân viên công ty tôi cũng chưa từng đến đây, nên tôi quyết định đưa công ty tôi đến thành phố để vui chơi nghỉ dưỡng. Chúng tôi rất hào hứng cho chuyến du lịch tại Đà Nẵng trong 4 ngày 3 đêm. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, trong những tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng liên tiếp đón các đoàn khách MICE, chủ yếu là đoàn khách quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho du lịch Đà Nẵng khi thành phố đang tập trung thúc đẩy phục hồi du lịch quốc tế trong năm nay. Bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng phục vụ khách MICE, việc Đà Nẵng tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ khách công vụ. Năm 2023, trong đó tập trung nhiều chính sách hỗ trợ đối với đoàn khách quốc tế, sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách MICE quốc tế đến thành phố. Nhóm mà hỗ trợ của thành phố đối với lại các đoàn khách MICE thì tập trung vào cái phần chào đón, rồi cái phần chào đón tại sân bay, rồi có cái phần mà đối với những cái đoàn mà từ 100 trở lên thì mình có cái chương trình biểu diễn nghệ thuật. Thì tùy theo cái công ty và du khách lựa chọn, ví dụ như muốn ở sân bay hoặc là tại cái khu khách sạn để chào đón khách, và cũng qua đó cũng truyền tải được cái văn hóa của Việt Nam mình đối với du khách nước ngoài. Theo thông tin đăng ký từ các đơn vị lữ hành sự kiện, dự kiến trong thời gian tới, khách du lịch MICE quốc tế đến Đà Nẵng sẽ khởi sắc hơn khi nhiều đoàn khách quốc tế với số lượng lớn có kế hoạch đến Đà Nẵng. Trong đó có đoàn 2.000 khách Indonesia của Viking Travel đến Đà Nẵng vào tháng 4 năm 2023.